bên dưới bây giờ khác nhau điểm gì? À, đúng rồi, anh nói rất chuẩn. Khi giờ nó hoa nổ thì nó nhám. À, đúng rồi, chuẩn. Nó nhám đúng không nào? Nhưng mật độ dệt ra cái chân này rất là cao. 3.600 mũi trên từng cm. Khi mà dệt một cái chân trên này rất là cao, dệt ra 3 cái chân dưới với tổng là 3.600. Và đặc biệt hơn nữa, cái chân này là chân của bốn mùa nhá. Tại làm sao nó dùng được bốn mùa? Vì nó có ba nữa. Em sẽ nói cho các bạn nhé. Một lớp trên, một lớp dưới và một lớp dưới. Lớp dưới này được nhét nửa thân cơ rồi. Cả một cái lớp này mới có 1 ký thôi. Cả một cái lớp này mới có nửa ký. Em với công nghệ cao nano của mình. Các anh ơi, ta ngồi xuống trật tự. Các anh vào đây mua hay không mua, đi đâu làm gì cũng cứ ngồi tuân trật tự một chút có được không ạ? Vâng. Đó, cái lớp này 1 ký nửa ký và cái ruột này 1 ký rưỡi. Và cái chân này các anh các chị đừng giật thoải mái nhé. Máy giật, giật tay, giật là giật gì cũng ok. Nhưng khi giật nó khác hẳn với giật quần áo nhà các anh các chị. Giật quần áo nhà các anh các chị bao giờ ta cũng phải ném cái gì xà phòng bồn, đúng không? Vì xà phòng bồn nó nóng, nó có chất kiềm, chất tẩy, nó sẽ bay đi độ bóng, độ sáng, độ mềm của nó. Nên khi giặt lụa ta phải giữ cho một lần sạch. Các anh chị tắm như thế nào, dùng cho nó như thế. Dùng cho hồi đầu và trước là giặt em. Hoặc là nhá hay bây giờ, thời giờ cũng có cái con phòng một lần sạch. Ta có thể giặt thế này nữa. Và bốn góc của chúng em đều may sẵn cho các bác 4 cái dây để làm gì? Khi mà trời lạnh đúng rồi, ruột chân chúng em không may sẵn cái góc. Trời mà lạnh từ 3-5 độ ta lồng ta cột chắc nó vậy. Cái ruột này nặng 1,5 kg, 3 lớp này 1,5 kg, tổng cộng là 3 kg, đủ độ ấm cho mùa đông lạnh giá, không sợ lạnh rồi. Còn thời tiết bình thường của mùa đông tầm 15-16 độ, và mùa thu, mùa xuân, mùa hè quanh năm, các anh đắp cho em một cái này là ok rồi. Vâng. Và màu sắc thì rất là nhiều, màu này là dành cho anh chị lớn tuổi một chút, ta kỷ niệm 20-30 năm ngày cưới, cưới vàng, cưới bạc của anh chị. Vâng. Kéo giúp em cái cho nó không vấn đây thôi. Và nếu bạn cái màu tim này cũng rất là đẹp, màu này dành cho anh chị nào ở đây đang yêu giơ tay cho em gái nào. Đừng nhớ anh nữa là xong. Vâng. Đó, đó là cái bông hoa này. Nhau giúp mình bốn góc nặng tuyệt vời. Dạ. À, và tiếp vào cái màu vàng này cũng rất là sang. Màu này là ngày xưa gì ạ? À? Vua chúa mới được hưởng thụ đây. Giường vàng, ngai vàng và chăn vàng. Nhưng bây giờ các bạn có tiền có thể được làm vua trong may mắn nào. Đó là cái chăn nặng. Nhau giúp mình bốn góc nặng. Màu sắc màu này rất là tuyệt vời. Và tiếp theo bạn, cái màu xanh này cũng rất là xem. Màu này là dành cho các bạn nào mà đẻ nhiều con gái, đang mong con trai, giơ tay cho mình cái nữa. Và màu xanh là màu xanh của quý tử ra đời, đó là cái màu xanh này. Và không thể chê được cái màu sắc ở đây đâu. Mua đi. Cái màu này là màu gì ạ? Dành cho anh chị nào mà đẻ nhiều con trai, đang mong con gái, giơ tay cho mình cái nữa. Đó là cái màu đen. Vâng. Cho mười bông ạ, mọi người đây nhỉ, đến với đến người. Và đây ạ, cái chân này là vì có thật hình là đúng mọi người nào cũng làm bên nhà nước. Nếu mà thực sự là lãnh đạo mà được đắp cái chân này là thăng quan tiến chức phát tài, các bạn đúng không? Đó là một cái chân này. Cho 87 cái, mua, đâu 87 cái luôn. Đây, cái chân này dành cho anh này ạ, tuyệt vời ạ. Em gói cho mỗi người cái này, anh tặng luôn thì cho gọn. Và đây anh ơi, cái này là màu xanh ngọc này rất là đẹp nhá, mang lại bình an, may mắn, hạnh phúc cho gia đình của mình, đó là cái xanh ngọc này. Mỗi một cái đều có thể đồng nam là phải đắp một lần, 10 trăm cái này thì chết rồi. Và anh chị nào chuẩn đắp cái đâu, lúc nào thăng quan rồi thì thôi, lại đắp cái khác. Thăng quan thì thăng nữa. Anh chị nào chuẩn bị cưới chồng, cưới vợ, giơ tay cho bà ba. Đây, em có